Thủy Tiên chia sẻ về điều nuối tiếc nhất trong nhiệm kỳ Miss Grand. Những chia sẻ mới đây trên trang cá nhân của Thủy Tiên sau đêm chung kết Miss Grand đã khiến netizen dở khóc dở cười. Tối ngày 25 tháng 10, đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Phán Việt có chút buồn và tiếc nuối khi Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam dừng chân ở top 20 chung cuộc. Thế nhưng xen lẫn cảm xúc tiếc nuối, ấy là niềm tự hào về một nhiệm kỳ thành công rực rỡ của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Mới đây nhất, Thủy Tiên đã có những chia sẻ sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo đó đáng chú ý, nàng hậu đã nói về nuối tiếc lớn nhất trong nhiệm kỳ một năm đã qua. Nguyễn Thúc Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân, điều nuối tiếc nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là Tiên đã để mình nổi cục mụn quá bự ngay ngày Final Walk. Có thể thấy dù không thật sự hoàn hảo trong ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Tuy nhiên những gì mà Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã làm trong hơn 10 tháng nhiệm kỳ lẫn màn Final Walk đầy cảm xúc trong tối ngày 25 tháng 10 trên đất Indonesia đã khiến các fan sắc đẹp nước nhà tự hào. Phát biểu tại màn Final Walk trong đêm chung kết Miss Grand International, Thủy Tiên nói, ngài Lawat từng nói, người chiến thắng Miss Grand cần có 3 yếu tố 3B, gồm body, beauty và brain, thần hình, sắc đẹp, trí tuệ. Và nhờ nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ để trở thành con người như ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng đã tìm được 3B của riêng mình. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng thể hiện bản lĩnh, tinh thần lẫn kiến thức khi bàn 4 thứ tiếng trôi chảy bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái Lan và Indonesia.